mọi người, hello các bạn. Cách đây hơn một năm thì mình cũng tương tự như các mẹ đang ngồi xem video ngày hôm nay của mình. Mình cũng phải lên YouTube nè, lên các mạng xã hội để mà tìm xem những cái review về các loại máy hút sữa. Thì sau khi mà mình cân nhắc hơn 4 tháng á, thì mình mới quyết định xuống tiền đầu tư chiếc máy hút sữa Minella Sonata Flex. Và khi mà mình sinh được một tuần trở về nhà thì mình được tặng thêm một chiếc máy hút sữa Fast Baby Resonance 3. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review và so sánh một cách cụ thể và chi tiết nhất có thể cho mọi người về hai cái sản phẩm này. Hiện tại thì em bé của mình đã được hơn một tháng rồi, cho nên chắc chắn là mình có thể có đầy đủ những cái trải nghiệm để có thể chia sẻ lại cho các mẹ. Tương tự như những video trước thì video này mình không nhận được sponsor gì cả, cho nên là các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Bài này thì mình sẽ so sánh từ những cái bên ngoài mà các mẹ có thể nhìn thấy được, ví dụ như là về chất liệu, cấu tạo, thiết kế hay là những cái tính năng của sản phẩm. Sau đó thì mình sẽ review so sánh đến những cái hiệu quả kích và hút sữa của hai chiếc máy. Cuối cùng sẽ là những cái recommend và những cái lưu ý mà mình cần lưu ý lại cho các mẹ. Trong bài này thì sẽ có những cái chỗ mà có những cái ưu và nhược điểm của sản phẩm thì mình sẽ nói luôn tại chỗ đó, cho nên các mẹ nhớ lưu ý là xem kỹ từ đầu đến cuối video này nha. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy với cái bản Fast Baby này thì nó cực kỳ nhỏ gọn và dễ thương, còn với Medela thì rất là to, nặng và cồng kềnh. Riêng đối với cái động cơ này thôi á, là đã khoảng tầm 1 kg. Còn nếu như mà cầm chung hai cái sản phẩm này á, thì Medela có thể nặng gần gấp 3 lần so với Fast Baby. Tuy nhiên thì đây có phải thực sự là một cái nhược điểm lớn của Medela hay không thì một chút xíu nữa mình sẽ cùng phân tích cho các bạn. Về tông màu chủ đạo thì thương hiệu Fast Baby lựa chọn một cái tông màu hồng pastel cực kỳ là nữ tính, tượng trưng cho phái đẹp. Mặt trên là mặt kính có viền kim loại màu rose gold, nhìn rất là trẻ trung và bắt mắt. Còn với thương hiệu Medela thì hãng lựa chọn tông màu chủ đạo ở đây là màu vàng nhạt, tượng trưng cho màu của sữa mẹ. Phía bên trên cũng là mặt kính, nhưng mà đây là mặt kính xám không có viền kim loại, mang lại cho mình một cảm giác là điềm đạm và tinh tế. Cái nút điều khiển của hai máy thì thứ nhất mình sẽ nói về nút nguồn. Nút nguồn của Medela thì nằm ở cái mặt hông, chứ nó không nằm trên mặt kính, và đây là nút nguồn dạng cơ. Khi mà bạn nhấn cái nút nguồn này vào á, thì máy sẽ bắt đầu được mở lên, chứ nó chưa có chạy. Còn với máy của Fast Baby thì nút nguồn nằm trên mặt kính, và đây là nút nguồn dạng cảm ứng. Khi mà bạn nhấn nút nguồn thì máy sẽ hoạt động liền luôn. Và mình thấy đây là một nhược điểm đầu tiên của Fast Baby, đó là sẽ dễ làm cho chúng ta bị giật mình. Và nếu như á, lúc mà chúng ta bật lên máy đang ở chế độ hút hoặc là ở những cái level cao thì chúng ta sẽ dễ bị đau đầu ti. Nút điều khiển thứ hai là về nút chuyển đổi giữa các chế độ với nhau. Với Medela thì nút này sẽ chuyển được từ massage sang hút hoặc là từ hút sang massage. Còn với Fast Baby á, thì đây là nút chuyển đổi giữa các chế độ của máy. Ở Fast Baby thì sẽ có 3 cái chế độ, thứ nhất là kích thích, thứ hai là massage và thứ ba sẽ là chế độ hút. Và bên này cũng sẽ có dấu cộng trừ là cái dấu để tăng giảm level. Medela cũng có dấu cộng trừ để tăng giảm level. Với Medela thì massage và hút sẽ có level cao nhất là level 10. Và với Fast Baby thì level cao nhất cho cái việc kích thích và massage là chế độ 5. Còn với chế độ hút á, thì Fast Baby level cao nhất là chế độ 9. Nút điều khiển thứ ba đó là nút tạm dừng. Với máy Medela thì nút tạm dừng này sẽ sử dụng khi mà các bạn nhấn để cho máy bắt đầu chạy. Và khi bạn đang hút mà bạn có việc đi đâu đó tầm 1-2 phút bạn quay lại thì bạn có thể nhấn nút tạm dừng. Và chức năng số 3 là bạn sẽ bấm dừng khi mà các bạn đã hoàn tất chu trình các bạn hút sữa, cái buổi hút sữa rồi. Các bạn bấm dừng và các bạn tắt nút nguồn. Còn với cái nút tạm dừng của Fast Baby á, thì nó sẽ chỉ có hai chức năng thôi. Cái chức năng đầu tiên đó là khi mà bạn đang hút mà bạn cần dừng lại để làm một cái việc gì đó một chút xíu, 1-2 phút á, thì bạn có thể nhấn nút tạm dừng. Hoặc là các bạn có thể bấm dừng khi mà các bạn đã hết cái chu trình hút sữa, cái buổi hút sữa rồi, các bạn bấm dừng sau đó tắt cái nút nguồn này. Ngoài ra thì hai máy này có một số cái nút điều khiển khác nhau. Fast Baby sẽ có một cái nút điều khiển mà Medela không có, đó là nút bật đèn vào ban đêm. Thì với cái nút này á, chế độ này thực sự là mình sử dụng khi mà buổi tối mà mình hút sữa, mình mà cần lò mò mình đi đâu, mình lấy cái gì, hoặc là khi mà mình đổ sữa vô cái túi trữ sữa thì có thể là mình sẽ sử dụng cái nút này. Chứ thực sự khi mà bật cái nút này lên á,
mà để mà có thể nhìn thấy đường để mà bật những cái tính năng trên này thì mình thấy thực sự là nó không có hiệu quả, nó không có thấy gì hết các bạn. Và bên máy Medela cũng sẽ có một số cái nút điều khiển mà bên Fast Baby không có. Đầu tiên là cái nút tắt âm. Cái nút tắt âm này thì giống như cái nút silent ở trên iPhone, nhưng mà thật sự thì mình thấy là cái nút tắt âm này nó không có hiệu quả cho lắm. Tại vì tắt âm rồi với không tắt âm nó cũng không có khác nhau cho mấy. Tuy nhiên á, bù lại được một cái là máy Medela không có ồn, chạy rất là êm. Cho nên là cũng không có nhất thiết là phải tắt âm làm gì hết các bạn. Nút khác biệt số 2 của máy Medela ở đây là nút hẹn giờ. Thì khi mà các bạn bấm nút nguồn lên á, trước khi mà các bạn sử dụng, các bạn hẹn giờ trước. Ví dụ như là bạn set cái buổi này bạn chỉ quay 30 phút thôi, thì bạn bấm hẹn giờ trước, sau đó thì các bạn mới nhấn cái nút bắt đầu. Thì máy sẽ đếm ngược cái thời gian, khi nào mà hết 30 phút đó thì máy sẽ tự tắt, để tránh cái trường hợp là các bạn sẽ bị quên hoặc là bị đau đầu ti nếu như mà hút lâu quá. Nút cuối cùng sẽ là nút chuyển đổi giữa các nhịp hút. Ở đây Medela có hai nhịp hút số 1 và nhịp hút số 2. Thì nhịp hút số 1 sẽ nhanh hơn nhịp hút số 2, và nhịp hút số 2 thì sẽ sâu hơn nhịp hút số 1. Cho nên là nếu như mà các bạn chích sữa hoặc là hút sữa, thì lúc đầu các bạn trong cái khoảng thời gian đầu của cái buổi hút á, thì các bạn nên sử dụng cái nhịp 1, và những cái khoảng thời gian sau thì các bạn nên sử dụng cái nhịp 2, để cho máy có thể hút sâu hơn, nhiệt sữa hơn và kích thích được sữa nhiều hơn. Về chất liệu thì hai bạn này đều được quảng cáo là nhựa không chứa BPA có hại cho sức khỏe. Và sau một thời gian sử dụng của mình á, thì máy của Fast Baby bị vàng hơn, do là mình sử dụng máy tiệt trùng bằng tia UV. Nhưng mà cũng không biết sao là cái máy Medela này thì mình sử dụng nhiều hơn Fast Baby, nhưng mà Fast Baby bây giờ lại bị vàng như thế này thì thật sự là mình cũng chưa có biết. Đây là hai máy hút sữa điện đôi, cho nên là hai máy này đều có hai cái bình hết. Bên này là của Medela ha, bên này là của Fast Baby. Thì với Fast Baby á, bạn sẽ có thêm hai cái đầu để mà lắp vô hai cái bình cho em bé Ti luôn. Nhưng mà thiệt sự á, cái này là màu hồng, cho nên nếu như mà em bé gái á, thì có thể sử dụng cũng được. Nhưng mà với em bé trai thì nó rất là kỳ. Với lại một phần nữa là mình cũng không có biết á, là bình sữa của Fast Baby hay của Medela thì nó có chống đầy hơi và nó có chống sặc tốt hay không. Cho nên là thường thì mình cũng chỉ cho em bé Ti bằng bình của Hagen hoặc là bình của Aven thôi. Về dây dẫn khí thì máy Medela chỉ cần cắm một cái đầu này thì nó sẽ chia ra hai cái dây để cắm tới hai cái bình hút sữa. Khi mà bạn cần hút sữa một bên á, thì bạn chỉ cần cắm một dây vào đây và một dây cắm vào một cái bình mà bạn cần hút. Còn với máy của Fast Baby á, thì cái sợi dây dẫn khí người ta sẽ làm thành hai sợi riêng biệt. Đây nè các bạn, đây là hai sợi riêng biệt của Fast Baby. Thì khi mà bạn sử dụng á, nếu như bạn sử dụng hai bên á, thì bạn mở thêm cái nút này ra và bạn cắm thành hai lỗ như thế này. Cắm thành hai lỗ như thế này ha. Còn khi bạn chỉ sử dụng một bên điện đơn á, thì bạn rút một bên ra. Bạn chỉ cần rút một bên ra là được. Rồi, còn bạn không dùng á, thì bạn cứ đậy cái này lại nha. Và với cái khớp mà khi mà gắn vào cái này nè, thì cũng Medela rất là nhẹ nhàng. Bạn chỉ cần đè vô như này là được. Còn máy Fast Baby thì như nãy bạn thấy đó, mình phải đè rất là mạnh và rút ra thì cũng rất là khó như thế này. Phụ kiện đi kèm của máy Fast Baby thì đương nhiên là sẽ có thêm một cái cục sạc cho máy nữa. Thì máy này sử dụng cái đầu sạc là micro USB. Và máy Fast Baby thì cũng sẽ có hai cái van như thế này để đi kèm cho máy nữa. Khi mà bạn hư thì bạn có để mà thay. Với máy của Medela thì cũng sẽ có một cái cục sạc, nhưng mà cái đầu tròn là bạn sẽ cắm ở cái lỗ này ở bên dưới cái nút nguồn của máy. Và có thêm một cái túi để bạn đựng khi mà bạn hút sữa, bạn cần đi ra ngoài. Ở trong này của Medela sẽ có thêm hai cái phễu size 24 nè, có một cái cục đá khô và hai cái bình cho bạn trữ sữa nữa. Khi bạn hút sữa xong á, giống như trong máy đó, bạn cứ mở ra và bạn đậy cái nắp lại. Hai cái bình này của Medela thì cũng sẽ có cái nắp vàng như thế này luôn. Medela sẽ còn có một cái túi để đựng tất cả những cái đồ này. Thì cái túi nó rất là to, cho nên là bạn có thể xem trong video unbox máy Medela của mình nha. Cả hai cái máy này thì đều có hai cái chân đế đi kèm để cho giữ vững và chắc chắn cái bình này hơn.
Với Medela, bạn thấy cái chân đế này á, thì lúc mà bạn chưa để vào, cái khoảng cách thì nó sẽ nhỏ như thế này. Và khi mà bạn để cái bình vào nè, thì cái khoảng cách này nó sẽ rộng ra, cho nên là để nó rất là chắc chắn. Còn với cái chân đế của Fat Baby, chân đế của Fat Baby nè các bạn, nó rất là lỏng lẻo, cho nên là thực sự với hai cái chân đế này mình rất ít khi sử dụng của máy Fat Baby. Thường thì mình hút xong thì mình cũng đổ vô luôn chứ mình cũng chả để được. Cổ nối của hai máy này cũng rất là khác nhau. Với máy Medela này bạn có thể tháo rời tất cả cái cổ nối ra. Đây là các bạn, đây là cổ nối với bình. Còn cái màu vàng này cổ nối với phễu. Cái này là phễu ha. Và đây sẽ là cái nắp đậy của cái cổ nối phễu. Đây là van vàng. Thì bạn chỉ cần lắp vô như này. Nó thực sự là máy Medela khi mà lắp á, nó rất là chắc chắn. Đây, phễu là bạn xong một cái cổ nối này và bạn gắn vào. Và cái phễu của Medela là dạng phễu rời. Còn với Fat Baby á, đây là cái phễu này là phễu dính luôn chứ nó không có rời ra. Ở đây sẽ có thêm một cái van nè. Và ở trên này thì có thêm một cái màn ngăn sữa và một cái nắp đậy. Thì với cái nắp đậy này nó không giống với cái nắp đậy của Medela các bạn. Máy Medela này nếu như bạn đậy lại, bạn chỉ cần nghe cái khạch là nó đã khít, đã kín rồi. Còn máy này nè, nếu như mà bạn lắp đúng vô như này á, thì bạn mới hút sữa được. Chứ còn mà hôm nào á, mà mình quên nha, mình lắp từ bên này qua là chắc chắn mình không hút sữa được. Phễu của máy này á, là phễu dính liền, cho nên là nếu như mà bạn hư á, thì bạn cũng khó thay hơn là cái máy này. Máy của Medela thì dạng phễu rời, bạn có thể thay đổi size nè, hoặc là bạn cũng có thể thay đổi các loại phễu khác nhau cũng được. Còn với máy này á, thì cái phễu dính liền này cho nên chắc chắn bạn không có đổi được rồi. Và phễu của Medela là cái dạng phễu silicone, vành silicone như thế này, là dạng phễu flex, là dạng phễu mới của Medela. Còn với máy của Fat Baby á, là cái phễu nhựa bên trong và sẽ có một cái lớp silicone ở bên ngoài. Thì cái phễu này người ta fix luôn là size 24, cho nên nếu như mà mẹ nào mà size khác với size 24 á, thì chắc chắn sẽ không có sử dụng được máy này. Còn với máy Medela này thì mẹ có cái size phễu nào á, cũng sử dụng được, tại vì mẹ chỉ cần đổi cái size phễu là mẹ sử dụng được rồi. Với cái phễu rời như thế này á, thì các bạn có thể dễ dàng vệ sinh nè, dễ dàng thay cái size phễu nè, và dễ dàng đổi các cái phễu mà các bạn thích, các bạn mong muốn nè. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, là thí dụ khi bạn gắn vô như này nè, thì tới lúc mà các bạn úp sữa mà các bạn nhúc nhích hơi mạnh một chút xíu á, thì nó sẽ dễ bị rớt cái bình này ra nè, rất dễ bị rớt ra. Còn với Fat Baby thì nó gắn như này sẽ chắc chắn hơn, nhưng mà lại bị một cái là ở phần dưới này nó hay bị lỏng lắm, cho nên là mình cũng bị đổ một lần với cái máy Fat Baby này rồi. Ngoài ra thì cái máy Fat Baby này á, cũng sẽ có thêm hai cái nắp đậy cho hai cái phần phễu này cho nó vệ sinh, nhưng mà nó cũng rất là dễ rớt. Và với những cái khớp này của Fat Baby nè, mình sử dụng một thời gian thì mình thấy nó rất là hay lỏng, hay dễ rớt ra, cho nên là nó không có chắc chắn được như Medela. Và để phân tích về cái vấn đề đầu tiên mà mình đề cập cho các bạn, đó là cái máy hút sữa Medela này rất là to, nặng và cồng kềnh, thì nó có phải là một cái nhược điểm lớn của Medela hay không? Thì sau một thời gian trải nghiệm của mình, nó chỉ là một nhược điểm rất rất là nhỏ thôi. Tại vì khi mà bạn hút sữa bằng những cái máy hút sữa điện đôi có dây như là Medela, Fat Baby hay bất kỳ một thương hiệu nào á, thì các bạn cũng nên ở trong tư thế ngồi yên một chỗ thôi. Nó sẽ giúp cho các bạn có cái hiệu quả hút sữa, tích sữa hiệu quả hơn. Tại vì á, khi mà bạn đi á, bạn di chuyển á, thì cái phễu nó dễ bị lệch và bạn sẽ khó hút được cái lượng sữa nhiều và tích sữa được hiệu quả. Khi mà sử dụng những cái máy điện đôi có dây á, thì các bạn có thể làm những cái việc ví dụ như là bấm điện thoại nè, đọc sách, hoặc là các bạn ngồi máy tính thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu như mà các bạn muốn di chuyển này chỉ thoải mái hơn một chút á, thì các bạn có thể sử dụng những cái loại điện đôi không dây. Tuy nhiên á, thì cái hiệu quả hút sữa và kích sữa của các máy không dây sẽ không được tốt bằng những cái máy có dây. Và những cái máy không dây á, thì nó sẽ không có vướng víu như là những cái máy có dây. Nhưng mà thực tế á, là các bạn vận động cũng phải vận động nhẹ nhàng đi, cũng phải đi khẽ thôi, chứ nó cũng không có phải là quá là thoải mái đâu các bạn. Thứ hai á, là nó to, nặng và cồng kềnh như thế này thôi, nhưng mà khi mà các bạn mang đi á nha, thì hầu hết là các bạn nếu như mang đi làm hay đi đâu thì các bạn cũng chỉ nó bỏ nó vô túi và các bạn để lên xe chạy đến nơi, rồi đến nơi bạn cầm lên thôi. Hoặc là bạn đi máy bay thì bạn cũng để trong hành lý chẳng hạn. Nhưng mà chỉ có một cái á, là nó có thể xách nặng hơn so với những cái máy nhỏ như thế này, chứ mà còn cái diện tích, cái độ tốn diện tích của nó thì có thể là cũng bằng nhau á. Tại vì
nó chỉ to ở cái phần động cơ máy này thôi, chứ những cái phụ kiện khác đi kèm của nó thì lại rất là gọn gàng, gọn hơn những cái máy của Fast Baby. Những cái máy của Fast Baby á, thì như các bạn cũng thấy á, là cái phễu của nó sẽ dính liền vô, cho nên là khi mà để vô nó cũng khá là tốn diện tích. Tiếp theo là về cách hiển thị, thì như mình đã nói với các bạn á, cái nút nguồn của máy Manila sẽ là cái nút nguồn dạng cơ và nó nằm ở phía sau bên này nè. Các bạn nhấn lên, khi mà bạn nhấn lên á, thì máy chỉ mới được mở lên thôi, chưa có chạy đúng không? Còn với máy Fast Baby thì cái nút nguồn nó nằm ngay trên này và là nút cảm ứng. Thì mình sẽ nhấn lên cho các bạn xem, nó sẽ chạy liền. Và bây giờ nó đang ở chế độ kích thích. Có nhiều lúc á, mà nó đang ở chế độ hút như thế này nè, hoặc là cái chế độ kích thích á, mà nó ở cái level cao, hoặc là hút sữa hay massage gì ở level cao á, thì mình sẽ bị giật mình và mình sẽ bị đau cái đầu ti. Đây là cái nút tạm dừng của máy Fast nè. Còn với cái nút này là nút tạm dừng của Medela và cũng là cái nút bắt đầu luôn. Khi mà bạn nhấn nút nguồn lên, bạn muốn máy chạy á, bạn phải nhấn nút này cho nó chạy đúng không? Và bạn muốn nó dừng á, thì bạn sẽ nhấn cái nút này để cho nó tắt. Về chế độ hiển thị ở đây thì máy Medela sẽ có hai chế độ massage và hút. Thì đây là cái biểu tượng khi mà các bạn đang ở chế độ massage nè, là cái hình giọt nước rỗng. Còn đây là cái biểu tượng khi mà các bạn đã chuyển qua chế độ hút, là hình giọt nước đầy. Bên này sẽ có nút tăng giảm level. Với chế độ hút và massage của máy Medela thì sẽ có level cao nhất là level 10. Bạn có thể tăng giảm bằng cái dấu cộng trừ này. Là 8, là 7, là 6, là 5, là 4, là 3, là 2. Mình ngưng ha. Còn máy của Fast Baby thì sẽ có 3 chế độ. Chế độ thứ nhất, hình 3 giọt nước đây, đó là chế độ kích thích. Và chế độ thứ hai, chế độ massage. Chế độ thứ ba là chế độ hút, sẽ là cái hình giọt nước đầy như thế này. Mình đánh giá rất là cao cái chế độ kích thích của máy Fast Baby. Chế độ này thì bên máy Manila sẽ không có. Đây là cái chế độ mà kết hợp giữa 5 lần hút nhẹ liên tiếp và một lần hút mạnh, sẽ giúp cho kích thích chúng ta có phản xạ xuống sữa nhanh hơn. Và mình thường sử dụng lúc mà mình mới lắp máy vô á, thì mình sẽ sử dụng cái chế độ này trước, và mình chỉ sử dụng trong khoảng 2-3 phút thôi để mình được kích thích xuống sữa nhanh hơn. Và có những cái cử mà mình sử dụng cái level 2 trở lên, hoặc là mình sử dụng nhiều hơn 2-3 phút á, thì mình sau khi hút xong mình bị rát cái đầu ti. Cho nên là nếu như bạn nào có đầu ti nhạy cảm á, khi sử dụng chế độ này thì bạn cũng nên chỉ sử dụng ở mức độ 1 hoặc mức độ 2 thôi, và cái thời gian chỉ nên khoảng 2-3 phút, đừng có sử dụng hơn. Bên này cũng có cái nút tăng giảm level của cái chế độ. Với chế độ kích thích và chế độ massage thì sẽ có level cao nhất là level 5, và chế độ hút thì sẽ có level cao nhất là level 9. Nhưng mà thực sự với cả hai máy thì mình chỉ sử dụng level 2, level 3, hoặc cao lắm là level 4 là cùng, chứ mình không có sử dụng cao hơn. Và bên máy của Fast Baby á, thì sẽ có một cái tính năng nữa mà Medela không có, nó làm chế độ bật đèn vào ban đêm. Khi mà mình sử dụng chế độ này thì bạn sẽ thấy nó sáng vùng xung quanh này nè. Nhưng mà như mình đã nói như khi nãy á, thì mình chỉ sử dụng khi mà mình lò mò đi tìm cái gì, hay là mình đổ sữa vào cái túi trữ sữa thôi, chứ còn bật cái này lên thì nó sẽ không có thấy được những cái nút điều khiển trên này đâu các bạn. Giờ mình tắt nha. Bên máy Medela thì cũng sẽ có một số cái tính năng khác. Ví dụ như đây là tính năng tắt âm. Nếu như bạn bật cái tính năng này thì nó sẽ hiển thị trên đây, còn khi mà bạn tắt đi thì nó sẽ mất. Mình tắt âm rồi, nó cũng vẫn vậy, cho nên là mình không có đánh giá cao cái chế độ này là vậy đó các bạn. Và đây là cái nút hẹn giờ. Cái nút hẹn giờ này của Medela bạn chỉ sử dụng được khi mà bạn máy đang tắt nè, bạn mở lên, bạn hẹn giờ ngay từ đầu. Chứ còn bạn đang hút và bạn cần hẹn giờ thì bạn không có hẹn được đâu nha. Và bạn hẹn được giờ theo cái số mà bạn muốn, ví dụ 28 phút nè, 29 phút nè. Rồi bạn nhấn nút này, thời gian sẽ đếm ngược và máy sẽ tự tắt khi mà hút đủ trong cái thời gian đó. Bên này sẽ là cái chế độ chuyển đổi giữa các nhịp hút. Máy Medela sẽ có hai nhịp hút số 1 và nhịp hút số 2. Nhịp hút số 1 này thì nó nhanh hơn và nhịp hút số 2 thì nó sẽ chậm hơn, nhưng mà nó sẽ sâu hơn. Cho nên trong cái khoảng thời gian hút sữa thì khoảng 20 phút đầu các bạn có thể hút bằng chế độ S1, và 10 phút sau các bạn có thể sử dụng chế độ S2 để cho nó kích thích được nhiều sữa hơn và rút được sữa sâu hơn. Cả hai máy này thì đều hiển thị cái dung lượng pin ở đây ha các bạn. Về pin của hai máy này thì máy này khi sạc đầy sẽ sử dụng được trong vòng 90 phút, còn máy này thì mình sẽ sử dụng được trong khoảng 60 phút. Cả hai máy này thì bạn đều thấy có hiển thị cái thời gian nè, nhưng mà bên này hiển thị vừa phút vừa giây, còn bên này chỉ có hiển thị phút thôi.
Bên máy Medela còn có một cái nữa, đó là khi mà bạn chưa có lắp cái phễu vô nè, bạn chưa cắm dây lắp phễu nè, thì máy sẽ báo. Hoặc là bạn lắp phễu vô ngực mà nó không đúng á, thì nó cũng sẽ báo luôn. Còn với máy của Fast Baby á, thì bạn thấy nó không có báo ha. Với máy Fast Baby này thì mình sẽ cho các bạn nghe độ ồn ở level 1. Đây là chế độ kích thích ha. Massage. Đây là chế độ hút. Máy Medela thì thật sự nó chạy rất là êm. Mình sẽ test ở cái level 4 cho các bạn cùng nghe. Đây là âm thanh của máy Medela khi mà hút nè các bạn. Còn này là khi massage. Đây là hút. Đây là massage. Với hai máy này thì máy Medela trước giờ mình chưa từng gặp lỗi kỹ thuật về những cái nút nhấn ở trên này. Còn với máy Fast Baby thì mình đã bị 3-4 lần rồi. Có khi đến cái cửa hút của mình đó và mình sử dụng những cái nút này nè, mình bấm hoài luôn mà nó cũng không có lên. Rồi có lúc nó thích lên, có lúc nó không thích lên thì thôi. Nhưng mà mình cũng không có mang đến nhà sản xuất, tại vì mình còn cái máy này ở nhà nữa. Sau một vài hôm thì mình lại bật máy lên thử và sử dụng thì nó lại được. Rồi sau đó một khoảng thời gian thì nó lại bị, nó cứ liên tục vậy đó các bạn. Về giá thành thì máy Medela này mình mua với giá là 8,5 triệu. Và máy này thì các bạn cần mua, các bạn phải mua những shop order. Tại vì chính hãng của Medela ở Việt Nam chỉ bán những dòng máy cũ thôi. Những dòng máy mới như thế này thì sẽ không có bán. Fast Baby thì chính hãng đang bán giá hiện tại là 1,667,000. Cái giá chênh lệch rất là nhiều ha các bạn. Nhưng mà về cái hiệu quả hút kích sữa như thế nào và cái độ êm ái như thế nào thì mình sẽ review tiếp cho mọi người cùng xem. Về khả năng hút và kích sữa thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái khả năng kích sữa. Với Medela thì khả năng kích sữa mình thấy rõ rệt qua từng giai đoạn. Sẽ có hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là khi mà mình mới sinh em bé xong. Và giai đoạn thứ hai là sau khi mình kích sữa tại nhà một thời gian. Thì trong giai đoạn đầu tiên á, thực sự Medela là cái máy mà mình đã sử dụng từ những ngày đầu sau sinh của mình. Nếu như mà bạn xem những cái video như là giỏ đồ đi sinh hoặc là video review đi sinh của mình tại Bệnh viện Quốc tế City, thì bạn thấy là mình có mang theo máy này và có kích sữa ở đây. Mình cũng có một số hình chụp lại về những cái lượng sữa mà mình đã kích được. Thì thực sự á, cái lý do đầu tiên để mà mình lựa chọn xuống tiền mua chiếc máy Medela, mặc dù cái giá cả của nó rất là cao, khá là cao đó các bạn, là tại vì mình muốn gọi sữa về sớm và về nhanh cho con. Tại vì mình từng biết qua chị mình và những người từng sinh trước mình á, thì trong những cái ngày đầu tiên để giúp cho em bé có thể tiêm mẹ đúng khớp ngậm để giúp sữa về nhanh á, nó rất là khó. Và có một số loại máy trên thị trường á, thì sử dụng để kích sữa trong cái khoảng thời gian đầu nó không có được hiệu quả. Và cái máy hiệu quả nhất để kích sữa trong những cái ngày đầu mà chuyên biệt luôn, đó là máy Medela Symphony, chuyên dành cho các bệnh viện phụ sản. Thì máy Medela này á, nó được đánh giá là giống cái máy Symphony đó. Lý do thứ hai là bởi vì mình lo lắng về tình trạng tắc tia sữa. Bởi vì bà nội mình, bà ngoại mình, bà mẹ mình á, thì trước đây sinh xong á, có rất là nhiều sữa phải đem cho những em bé khác bú thêm. Còn chị mình á, thì sinh trước mình 1 năm và chị mình gặp tình trạng tắc tia liên tục, hành sốt liên tục triền miên. Cho nên là mình mới lựa chọn cái máy Medela Sonata Flex này để mình cảm thấy yên tâm cho cái quá trình nuôi con mình sữa mẹ hơn. Lý do cuối cùng là tại vì mình khi mà mình nghe đến chữ máy hút sữa thì mình nghe cái chữ hút thôi mình cảm giác là nó rất là đau. Cho nên là mình muốn cái trải nghiệm, cái khoảng thời gian hút sữa của mình nó phải êm ái và nó phải là dễ chịu cho mình, để giúp cho mình không có phải sợ những cái giờ hút sữa. Tại vì thật sự khi mà các bạn sinh xong cứ khoảng 3 tiếng, 4 tiếng các bạn hút một lần á, thì các bạn bây giờ có thể thấy là nó sẽ một cái khoảng thời gian nó lâu nha. Nhưng mà thực sự lúc trong cái khoảng thời gian đó mình cứ tưởng tượng là mình mới có 1 tiếng mà mình phải hút rồi, nhưng mà thực tế nó là 3 tiếng mình mới hút. Nhưng mà cái cảm giác của mình nó là giống như là chỉ mới 1 tiếng vậy đó các bạn. Đó là những cái lý do làm cho mình phải xuống tiền đầu tư một cái chiếc máy hút sữa có một cái giá cả khá là cao như vậy. Và đổi lại cho mình thì cái hiệu quả kích sữa sau những cái ngày đầu tiên sinh xong á, nó rất là tuyệt vời.
Mình thì sinh mổ và em bé của mình thì không có phối hợp được trong cái chuyện tiên nằm. Tại vì con từ những cái ngày đầu khi sinh ra đến bây giờ chắc là chỉ mới đỡ đây tầm 2-3 tháng thôi. Con mình thì bị tình trạng đầy hơi cũng như là có khí ga trong người rất là nhiều. Và bác sĩ cũng như y tá rất là giúp đỡ mình trong cái việc tập cho em tiên nằm để cho mẹ sau sinh mổ mẹ có thể nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà rất nhiều lần không được. Và bác sĩ nói với mình, với những em bé mà cái cơ địa như thế này á, thì mẹ thì có thể chúng ta không có cảm nhận, không có biết được cái cảm giác đó, nhưng mà em bé khi mà bị đầy hơi hoặc là có những khí ga trong người, cái cơ địa như vậy á, em bé sẽ rất là đau. Cho nên là mẹ chịu khó ngồi cho con ti đi, và con mình trước giờ chỉ phối hợp với cái chuyện ti ngồi thôi. Cứ khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng thì mình phải cho con ngồi ti 30 phút tới 45 phút, có khi là 1 tiếng. Có những lúc mình cảm thấy thực sự là muốn gục ngã luôn các bạn. Lúc mà những cái ngày đầu tiên ở bệnh viện á, mình vừa đau vết mổ và mình vừa không có nằm nghỉ ngơi nhiều nữa. Đó, thì lúc đó có những cái cử mà mình bắt buộc là phải nhờ chồng mình cho con mình uống sữa công thức. Còn mình thì ngồi kích sữa thêm chứ mình không thể ngồi nổi nữa. Và cái sau 3 lần mình kích sữa, thì lần đầu tiên mình kích trong vòng 15 phút, lần thứ hai mình kích trong vòng 20 phút. Và lần thứ ba thì do mình đang kích sữa bác sĩ vào cho nên là mình chỉ kích được trong vòng 5 phút thôi. Mình ngại khi mà bác sĩ vào cho nên mình không có kích nữa. Đến lần thứ tư thì mình đã có sữa cho con. Tất cả mọi người đều rất là bất ngờ, tại vì mình vừa sinh mổ và con mình thì không có hợp tác trong cái chuyện ti nằm. Cho nên là cái khoảng thời gian mà mình cho con mình ti á, có thể là nó sẽ không có thể nằm nhiều bằng những mẹ mà có thể cho con ti nằm được. Tại vì nó rất là mỏi, mẹ không có thể nào cho con ti lâu nổi đâu các bạn. Mình phải cố gắng rất là nhiều á. Và đến lần thứ tư mình đã có sữa cho con. Thì tất cả những cái đó mình nghĩ là do mình đã sử dụng Medela. Và mình đã kích sữa, lần đó là lần thứ tư. Mình thực sự là lúc đó mình mới cảm thấy được cái giá trị thực sự của các mẹ mà đã kêu mình mua cái máy Medela này. Trước khi mình mua thì mình đã hỏi rất là nhiều người trên cái diễn đàn này kia luôn á. Thì các mẹ nói với mình, nếu như mà mình lo lắng về cái chuyện mà kích sữa sau sinh cho con á, thì mình cứ nên đầu tư thẳng cái máy này đi. Và Medela không làm mình thất vọng về cái khoản đầu tư sau khi mà mình sinh, mình kích được sữa cho con về sớm. Sau khi mình sinh xong mình trở về nhà thì mình vẫn kích sữa bằng máy Medela Sonata Flex này, thì cái lượng sữa nó cứ tăng đều lên. Và mình được tặng một cái máy hút sữa của Fast Baby Resonance 3. Thì mình cũng thích đồ mới cho nên là mình cũng lấy ra mình sử dụng thử xem như thế nào. Thì trong cái khoảng thời gian mà sử dụng riêng mỗi Fast Baby đó thì cái lượng sữa của mình nó không có tăng lên, nó chỉ dậm chân tại chỗ, hoặc là có những cử nó ít hơn so với khi mình hút Medela 10ml, 20ml. Nhưng mà mình cứ nghĩ là chắc có thể là bữa nay mình, tuần này mình không uống nước nhiều bằng tuần trước, hoặc là cho cơ thể mình đào thải đi đâu mất hết trơn rồi. Cho nên là mình cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà cho đến khi mình ngưng cái máy Fast Baby, mình chuyển sang kích sữa lại với Medela, thì lượng sữa nó lại vẫn tiếp tục tăng lên. Và trong cái khoảng thời gian kích sữa của mình á, thì mình đã thử lại 2 lần, 3 lần như vậy rồi mà kết quả vẫn đều như vậy. Cho nên thật sự là mình cũng không biết phải nói gì luôn. Cho nên là nếu như mà xét về cái hiệu quả mà kích sữa thì mình thấy Medela tốt hơn của Fast Baby. Và chấm điểm thì Medela mình sẽ cho là 10/10 với Fast Baby về hiệu quả kích sữa với mình. Thì mình nghĩ là mình sẽ chỉ chấm 7/10 thôi. Về cái khoảng hút sữa thì cái nhịp hút của máy Medela nó rất là khác biệt so với Fast Baby. Cái nhịp hút của Medela nếu như mà so với cái nhịp em bé ti trực tiếp thì nó khá là giống, nó giống hơn rất là nhiều so với Fast Baby. Cái nhịp hút của Medela nó cứ nó có một cái nhịp, mình cảm giác nó có một cái nhịp ngưng, giống như là em bé nút xong em bé rút sữa ra, rồi em bé nút xong rồi rút sữa ra, nó giống như vậy đó các bạn. Còn với Fast Baby thì nó cứ tạt liên tục đó. Thì cho nên là mình thấy nếu như so với ti trực tiếp thì máy Medela sẽ giống với em bé ti trực tiếp nhất. Và một cái máy mà có thể giúp các bạn kích sữa tốt nhất đó là em bé ti trực tiếp. Cho nên là máy nào mà giúp cho các bạn có cảm giác giống em bé ti trực tiếp nhất thì máy đó có cái khả năng sẽ giúp cho các bạn có nhiều sữa nhất. Còn về cái chuyện đau hay không đau á, thì cả hai máy này trong cái quá trình hút sữa mình đều không có thấy đau. Nhưng mà sau khi hút sữa xong thì máy Medela mình không bị đau. Còn với máy Fast Baby thì ban đầu mình
sau khi hút sữa xong mình bị rát rát cái đầu ti, và khi mà mình dùng một cái khoảng thời gian tầm 1-2 tuần á thì mình bắt đầu rất là đau, và mình thực sự là lúc đó mình có một cái khoảng thời gian là mình sợ cái chuyện hút sữa luôn, và mình phải chuyển gấp sang với cái Medela trở lại, tại vì mình không có chịu được cái cảm giác đó lúc mà nó đau rồi á, thì những cái cử mà em bé đi trực tiếp á, nó rát lắm các bạn, lúc mà em bé nút á nó cực kỳ là, nói chung là bây giờ mình nhớ lại mình còn cảm thấy sợ. Chính vì Medela hút sữa không có đau cho nên là cái khoảng thời gian mà mình ngồi kích sữa mình thấy nó trôi qua rất là nhanh. Còn với Fast Baby á, thì có nhiều lúc mà đặc biệt là những cái khi mà mình hơi đau rồi đó là mình cảm thấy nó trôi lâu từng phút từng giây luôn các bạn. Thì cái hiệu quả hút sữa thì khi mà mình hút sữa với máy Medela á, thì mình không có bị tắc tia, và khi mà mình hút xong thì mình nặn ra không có thấy trên cái đầu ngực có sữa. Còn với máy của Fast Baby á, thì mình cứ dùng một khoảng thời gian là mình lại bị tắc tia, và khi mà mình nặn sữa ra có một số lần á, ngực mình nó vẫn ra sữa tiếp. Về cái thời gian hút kỳ sữa thì máy Medela sẽ hút nhanh hơn so với máy của Fast Baby. Medela thì mình sẽ hút trong tầm 20 phút, còn với Fast Baby thì phải tầm từ 30 tới 35 phút. Cả hai máy này thì cái level mình thường hay sử dụng nhất là mức 2 và mức 3. Lâu lâu thì mình mới lên mức 4. Khi nào mà mình căng lắm luôn á, thì mình mới lên tới mức 4. Và các bạn lưu ý á, là các bạn nên lựa chọn cái chế độ nào, cái mức độ nào làm cho cái đầu ti chúng ta nó dễ chịu. Chứ các bạn đừng có cố gắng sử dụng cái level cao quá, sẽ rất là dễ bị tổn thương cái ti. Và khi mà các bạn đau, các bạn tổn thương ti rồi á, thì các bạn cho con ti trực tiếp hoặc là hút sữa những cái cử sau nó rất là khó, và nó cũng khó tiết sữa nữa. Vì vậy mà ngoài cái hiệu quả kích sữa thì hiệu quả hút sữa của Medela cũng cao hơn, tốt hơn so với của Fast Baby rất là nhiều. Và đó là cái trải nghiệm của riêng bản thân mình, riêng cá nhân mình sau một cái khoảng thời gian mình hút và kích sữa cho con. Nếu mà recommend cho các mẹ thì nếu như mẹ nào xác định cho con ti trực tiếp là chính, hút sữa là phụ thôi á, và để kinh tế nhất thì các mẹ nên chọn máy của Fast Baby. Tại vì trong cái trường hợp đó thì các mẹ sau khi cho con ti, các mẹ chỉ cần sử dụng máy trong khoảng 10-15 phút là được rồi. Thì cái độ đau nó cũng sẽ không có đến mức mà quá như mình. Tại vì mình hút sữa là chính cho nên là mình hút sữa trong cái khoảng thời gian một buổi nó lâu hơn mọi người. Và cái khoảng thời gian hút sữa nó cũng gần là khoảng tầm 3 tiếng thì mình sẽ hút một lần. Sau khi mà một cái lượng sữa đủ rồi thì mình mới tăng lên là 4 là năm sau. Và đối với máy Medela này á, thì sẽ phù hợp cho những mẹ có điều kiện kinh tế nè. Các mẹ muốn có trải nghiệm hút sữa tuyệt vời, êm ái, kích sữa cho con về sớm. Và các mẹ cho con ti trực tiếp là phụ và hút sữa là chính. Và các mẹ nào mà muốn nhờ người trông con giùm hoặc là giữ con giùm để các mẹ làm việc á, thì các mẹ có thể sử dụng máy của Medela thì nó sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra với những mẹ mà có đầu ti nhạy cảm hoặc là những mẹ nào mà ti bị thụt vào trong hoặc gặp những cái vấn đề gì đó về nhược điểm của ti á, thì các mẹ nên lựa chọn máy Medela, tại vì thật sự nó sẽ êm ái hơn của Fast Baby, sẽ giúp cho đầu ti của các mẹ dễ chịu hơn và các mẹ có thể kích được sữa nhiều cho con. Và với những mẹ nào mà nhiều sữa thì các mẹ nên lựa chọn của Medela luôn, tại vì nó sẽ giúp cho các mẹ tránh được tình trạng tắc tia sữa. Khi mà các mẹ tắc tia sữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc em bé nữa. Với những cái máy như này á, máy của Fast Baby á, thì để hút kỳ sữa với những người mà sữa nhiều á, cần một khoảng thời gian rất là lâu, cho nên á, là sẽ mất rất là nhiều thời gian của các mẹ. Cuối cùng thì mình muốn nhắn nhủ với tất cả các mẹ là máy hút sữa chỉ là một cái công cụ để giúp cho các mẹ có thể nuôi con được thuận tiện và thuận lợi hơn. Cho nên là mẹ nên lựa chọn những cái sản phẩm nào phù hợp với bản thân của mình. Và mẹ nên lưu ý lựa chọn cái sản phẩm nào giúp cho sức khỏe của mẹ và sức khỏe của bé đặt lên trên hàng đầu là điều tốt nhất và quan trọng nhất. Và nếu như mẹ nào đã từng dùng qua hai cái máy hút sữa này và những cái máy hút sữa khác thì mẹ có thể để lại bình luận, chia sẻ những cái cảm nhận của mình ở bên dưới để giúp cho những cái mẹ khác có thể tham khảo nha. Cảm ơn mọi người và các bạn đã dành chút thời gian xem hết video ngày hôm nay của mình. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc cũng như là những cái góp ý nào thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.